Xin mến chào quý vị khán thính giả đang nghe chuyện trên kênh audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta đến với tập 198 của bộ truyện Tiên Hiệp Mãng Hoang Kỷ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người đọc Khánh Duy, nguồn gocchuyen.com. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục theo dõi diễn biến của câu chuyện. Trên tàu cao tốc, Đông Mục nhìn Đan Bảo và Tô Vô Cơ rồi lại quay sang nhìn Kỳ Linh, ánh mắt rất là nghi vấn. Là đạo quân sao? Đông Mục lại nhìn sang Kỳ Linh. Bắc Minh huynh đệ, hai đạo quân này là tùy tùng của ngươi sao? Ây da, không có gì đâu, chủ nhân nhà ta tùy thời có thể trở thành đạo quân được. Mặc dù bây giờ chưa thành đạo quân, thế nhưng cũng mạnh hơn hai chúng ta rất nhiều. Đan Bảo nói. Ngươi còn chưa thấy qua thực lực chân chính của chủ nhân nhà ta đâu. Tô Vũ Cơ cũng nói. Đông Mục âm thầm kinh hãi, chưa từng thấy qua ư? Vừa rồi Kỳ Linh chỉ bằng vào kiếm ý đã bắt địch nhân, như vậy còn không tính là chính thức ra tay sao? Đông Mục huynh đệ à? Kỳ Linh hỏi. Tại sao ngươi lại chống lại Thanh Phong Thánh Điện, hơn nữa còn ở cạnh địa bàn của bọn chúng vậy? Nơi bọn họ vừa giao thủ là vùng phân tranh với Thanh Phong Thánh Điện, cũng gần với cương vực đối phương, mà Thiên Thương Cung cách nơi này tới 10 cương vực, chạy đi cũng cần nửa năm. Nửa năm nói gần, người tu hành có tuổi thọ dài dằng dặc, có thể nhắc tới cũng rất dài. Chém giết sinh tử thời gian nửa năm đã đủ bị giết vô số lần. Hai đại môn phái nằm cách nhau có 12 cương vực, bọn họ đều thống lĩnh cương vực của mình, cả hai là đối thủ cũ cũng là tử địch. Nói tới vấn đề này có quan hệ với đồ đệ của ta. Đông Mục lắc đầu nói. Ta hơn 2 vạn năm trước phiêu bạt đến tận đây, gặp được một tiểu gia hỏa, thấy hắn thiên phú cực cao mà lại bản tính tinh khiết lương thiện, liền thu hắn làm đồ đệ. Ta cũng quan sát hắn phát triển, ngẫu nhiên cũng âm thầm dẫn dắt. Ai nghĩ đến hắn bởi vì ngắt lấy một cốc kỳ bảo đưa tới Thanh Phong Thánh Điện đuổi giết. Đương nhiên ta xuất thủ cứu hắn. Thanh Phong Thánh Điện cách đây rất gần, cho nên có thế giới cảnh chạy đến, cho nên ta mới luân lạc tới mức bị 5 tên thế giới cảnh vây công. Nếu như không phải Bắc Minh huynh đệ ngươi xuất hiện, chỉ sợ lần này ta cũng... Kỳ Linh nhẹ nhàng gật đầu. Ta bắt 5 tên thế giới cảnh của Thanh Phong Thánh Điện, bọn chúng đã bóp nát ngọc phù, sợ rằng đã cầu cứu rồi. Đúng, nhất định là đang cầu cứu. Đông Mục biểu lộ trịnh trọng nói. Chúng ta muốn trở lại Thiên Tương Cung, chỉ sợ còn phiền phức nhiều. Sao, phiền toái ư? Kỳ Linh nhìn Đông Mục. Có phiền toái gì vậy? Đan Bảo thì lại lên tiếng hỏi. Thanh Phong Thánh Điện là tử địch với Thiên Thương Cung chúng ta, vô tận tuế nguyệt tích lũy thù hận không biết là bao nhiêu, tính toán khống chế không thôi, thực lực của bọn chúng không thua gì chúng ta đâu. Đông Mục nói. Thanh Phong Thánh Điện có 4 tên đạo quân, trong đó một người là đạo quân tứ bộ, còn có 2 đạo quân tam bộ, còn có một dựa vào Thâu Thiên Sinh Tử Đan mới đột phá thành đạo quân nhất bộ. Vừa rồi Bắc Minh huynh đệ ra tay với 5 tên thế giới cảnh, bọn chúng bóp nát ngọc phù cầu cứu. Thanh Phong Thánh Điện phát hiện nhiều thế giới cảnh đồng thời cầu cứu như vậy, ít nhất cũng phái ra 1 đạo quân tam bộ ra tay. Nó không chừng có khả năng là đạo quân tứ bộ Thanh Phong Thánh Chủ tự mình ra tay đấy. Kỳ Linh gật đầu. Đạo quân tứ bộ ư? Đan Bảo thì thào tự nói. Lúc này Tư Vũ Cơ cũng có chút trịnh trọng. Không cần phải lo lắng đâu. Kỳ Linh cười. Bình tới thì tướng đỡ, nước tới đắp đất ngăn. Hắn có tự tin bậc này, hắn có 5 đại khôi lỗi nơi tay, đạo quân tam bộ không lọt vào trong mắt của hắn. Hơn nữa tinh đồ mang ngay quốc thực sự quá kỹ càng, Thanh Phong Thánh Điện có đạo quân thực lực ra sao cũng đã giới thiệu qua. Thanh Phong Thánh Điện chỉ có một người có thể uy hiếp được Kỳ Linh, chính là Thanh Phong Thánh Chủ sáng tạo ra Thanh Phong Thánh Điện. Thực lực cũng được, cũng tương đương với thiên nhất đạo quân, trong đạo quân tứ bộ cũng xem như vô cùng lợi hại. Thực không may mắn, đụng phải Thanh Phong Thánh Chủ cũng chỉ có thể dùng 1 phần đạo phù mà thôi. Kỳ Linh nói thầm. Nếu quả thật như vậy, ta cũng giúp Thiên Thương Cung diệt trừ tử địch. Đạo phù của chúa tể chết đi có uy năng cường đại khó lường, giết đạo quân tứ bộ khẳng định dễ dàng, nhưng Kỳ Linh cũng chỉ có 2 đạo phù mà thôi, không đến thời khắc mấu chốt thì hắn không muốn sử dụng. Đây chính là thứ muốn mua cũng không mua được. Tàu cao tốc đang tiến lên rất nhanh. Trên tàu cao tốc, Đông Mục lo lắng nói. Đạo quân Thanh Phong Thánh Điện có tốc độ nhanh hơn chúng ta. Chúng ta chạy về Thiên Thương Cung cần thời gian nửa năm. Thời gian nửa năm đó đầy đủ cho Thanh Phong Thánh Điện đuổi theo chúng ta rồi. Kỳ Linh gật đầu.
tốc độ của mình có thể so với đạo quân Tam Bộ. Thành Phong Thánh Điện muốn đuổi giết nhất định phải phái đạo quân am hiểu về không gian. Nếu không chúng ta đi đường vòng thôi. Kỳ Linh nói, đường vòng cũng tốt. Đan Bảo liền nói, dù sao cách Thiên Thương Cung cũng không xa lắm, thà rằng đi vòng một mạng, nhiều ra 2 năm cũng không sao cả, như vậy cũng có thể tránh được phiền toái. Ừ, Đông Mục lộ ra vẻ xấu hổ. Có một chuyện ta còn cần nói rõ. Ồ, chuyện gì vậy? Cứ việc nói đi. Kỳ Linh nói. Đông Mục vung tay lên, tàu cao tốc xuất hiện một thân ảnh. Đó là một thanh niên cường tráng, làn da thanh niên đỏ rực, hai mắt ẩn ẩn có hỏa diễm, đỉnh đầu chân bóng giống như hỏa ma thần vậy. Bái kiến sư phụ. Thanh niên lập tức quỳ xuống. Đây là Bắc Minh sư bá. Đông Mục giới thiệu Kỳ Linh bên cạnh. Bái kiến sư bá. Thanh niên cũng vô cùng cung kính với Kỳ Linh. Đông Mục nói, đây chính là tiểu đồ đệ mà ta đã nói lúc trước, hắn gọi là Hám Tước, thiên phú rất không tồi. Thời gian hơn 2 vạn năm hắn tu luyện thành tổ thân, thiên phú cũng không tệ đâu. Kỳ Linh cũng tán dương, đồ nhi này của ta chọc Thanh Phong Thánh Điện, hắn muốn ngắt một đóa kỳ bảo cứu đạo lữ. Đông Mục nói, sao cứu đạo lữ? Nội tâm Kỳ Linh chấn động, hắn nhìn thanh niên trước mặt cũng thuận mắt hơn rất nhiều khi nghe câu đó. Ây da, hắn vừa rồi cầu ta đưa hắn về với quê nhà cứu đạo lữ của hắn. Đông Mục có chút xấu hổ nhìn Kỳ Linh, quê quán của đồ nhi ta cũng tiếp giáp cương vực của Thanh Phong Thánh Điện, như thế dễ dàng đụng phải đạo quân của Thanh Phong Thánh Điện. Kỳ Linh cười nói, chỉ sợ Thanh Phong Thánh Điện cũng không nghĩ ra chúng ta dám đi vòng vào. Hơn nữa theo ta được biết, Thanh Phong Thánh Điện có 4 đạo quân, nhưng không ai em hiểu suy diễn. Dù sao chúng ta muốn đi đường vòng, trước hết cứ tới quê quán của Hám Tước trước đi. Xin tạ ơn Bắc Minh sư bá. Hám Tước vô cùng kích động, kỳ thực hắn cũng biết chính mình có chút quá phận. Chuyện này ban đầu là việc nhỏ, không nghĩ tới càng ngày càng nghiêm trọng, dẫn xuất thế giới cảnh sau lưng hai bên. Thế nhưng mà hắn thật lo lắng cho đạo lữ của mình, lo lắng thời gian lâu thì chân linh đạo lữ sẽ biến mất. Trên một phi toa màu bạc, phía trên có hào quang lưu động, nó xuyên qua hư không cực nhanh. Bên trong phi toa, một tên đạo quân áo bào màu bạc hoa mỹ đang ngồi ở đó, bên cạnh có 2 tên đệ tử thế giới cảnh hầu hạ. Quy củ Thanh Phong Thánh Điện vô cùng xâm nghiêm. Thiên Thương Cung Bắc Minh ngư. Đạo quân áo màu bạc ngồi ở đó, hắn gầm lên, thật là lớn mật, Bắc Minh này cũng dám động thủ chung quanh Thanh Phong Thánh Điện, đúng là tự mình tìm đường chết mà. Một tên đệ tử thế giới cảnh nói, không nên xem nhẹ hắn ta đâu. Đạo quân áo bào màu bạc lạnh nhạt nói, thời gian hồi tố tại hiện trường, Bắc Minh chỉ bằng vào kiếm ý đánh bại 5 tên thế giới cảnh, thậm chí còn có 2 tên đạo quân nhất bộ tùy tùng của hắn. Chỉ sợ hắn có thành tựu kiếm đạo cực cao, thậm chí có khả năng ngộ ra đạo mạnh nhất rồi. Thì thế nào chứ, hắn chỉ là một tên thế giới cảnh, ở trước mặt của ta hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đạo quân áo bào màu bạc rất tự tin, hắn là đạo quân Tam Bộ, cho dù là bối tháp Lai Ách Đông Tu sau khi bước vào đạo quân cũng mới sánh ngang đạo quân Tam Bộ. Cảnh giới cao như vậy chỉ sợ có gặp gỡ thôi. Đạo quân áo bào màu bạc âm thầm tính toán, trước bắt sống nói sau, đến lúc đó bảo bối của hắn sẽ là của ta. Vèo, một chiếc tàu cao tốc hàng lâm trên mặt đất đóng băng. Trong tàu cao tốc có một đám người tu hành bay ra, chính là Kỳ Linh, Đan Bảo, Tô Vu Cơ, Đông Mục cùng với tổ thần Hám Tước. Đây là hiểm địa tại quê hương ta, Hám Tước nói. Chung quanh 8.000 vạn dặm đều đóng băng, phía dưới là Hàn Băng Chi Nguyên. Ta đặt đạo lữ trong Hàn Băng Chi Nguyên, mượn nhờ lực lượng Hàn Băng Chi Nguyên đóng băng đạo lữ, cũng làm độc của nàng phát tác chậm hơn. Thần niệm Kỳ Linh quét qua, hắn phát hiện tại nơi cực sâu thật có một huyệt động che giấu, bên trong có một nữ tử đang đóng băng. Đi thôi, tranh thủ thời gian đi cứu đạo lữ của ngươi. Kỳ Linh cười nói, tiểu tử ngu xuẩn, lúc trước trực tiếp tìm ta để cứu đạo lữ của ngươi chẳng phải xong hay sao, còn tự mình mạo hiểm hái giải dược làm cái gì không biết. Đông Mục lắc đầu trách, thế nhưng ta không tìm thấy sư phụ. Hám Tước thấp giọng nói. Đông Mục tức cười, tuy hắn âm thầm dẫn dắt đệ tử, nhưng trên thực tế hơn 2 vạn năm qua cũng là tĩnh tu, ngẫu nhiên chú ý đồ đệ một chút. Từ khi đồ đệ thực lực càng ngày càng mạnh thì hắn ít chú ý hơn. Đạo lữ Hám Tước mệnh huyền một đường, Hám Tước cũng muốn cầu sư phụ nhưng không tìm được sư phụ ở đâu. Thôi được rồi, nhanh đi,
Đông Mục trách mắng: Vâng. Hám Tước không dám nhiều lời, lập tức thi triển độn thuật đi vào trong lòng núi sâu. Qua một lúc sau, hai đạo thân ảnh trống rỗng xuất hiện trên mặt băng. Một thân ảnh nhỏ nhắn, xinh xắn, cao ngang Hám Tước, đó là nữ tử xinh đẹp mặc áo xanh. Hai người tình nghĩa đậm đặc, sau khi sống sót qua tai nạn thì tình nghĩa lại càng sâu hơn. Tạ ơn sư phụ, tạ ơn sư bá đã cứu mạng hai ta. Hám Tước quỳ xuống, nữ tử áo xanh bên cạnh cũng quỳ xuống. Đông Mục im lặng, lần này hắn suýt nữa thì đã mất mạng. Kỷ Linh chỉ mỉm cười, gật gật đầu, ánh mắt hắn phức tạp. Đạo lữ bọn họ đoàn tụ, chính mình và sư tỷ khi nào có thể ở cùng một chỗ đây? Tô Vô Cơ nhìn Kỷ Linh, trên mặt của nàng mang theo vui vẻ và hạnh phúc. Tuy trong lòng chủ nhân, người không có ta, vừa vặn đi cùng chủ nhân là đủ rồi. Lần này, bởi vì chuyện của ngươi mà ta giao thủ với thế giới cánh của Thanh Phong Thánh Điện, thậm chí chỉ sợ còn dẫn xuất đạo quân. Đông Mục nói: Hám Tước Đổ Nhi à, chỉ sợ tương lai Thanh Phong Thánh Điện sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Hiện tại bọn chúng đuổi giết ta và sư bá của ngươi, chỉ sợ sau này sẽ báo thù ngươi. Như vậy cũng tốt, ngươi đi theo ta về Thiên Tinh Cung đi. Về phần giao hương ngươi nên mang đi thì mang đi, Thiên Phương Dực rất lớn. Vâng. Hám Tước cũng hiểu. Cùng ngày hôm đó, Hám Tước lập tức chuyển rời núi non, về sau theo Kỷ Linh, Đông Mục rời khỏi quê quán, đặt vào con đường đi về Thiên Thương Cung. Đảo mắt Kỷ Linh và Thanh Phong Thánh Điện xung đột đã qua 4 tháng. Phi toa màu bạc bay ngang qua hư không. Sư tôn à, lại tiến lên chính là Thiên Thương Vực rồi. Hai gã đệ tử thế giới cảnh hơi bất an nói: Thiên Thương Vực cơ? Đạo quân áo bào màu bạc, Hổ Phong đạo quân nhìn hư không ở trước mặt. Đúng thế, phía trước chính là Thiên Thương Vực. Sư tôn nên làm cái gì bây giờ? Chẳng lẽ chúng ta giết vào Thiên Thương Vực cơ? Hai gã đệ tử tùy tùng thế giới cảnh nhìn sang đạo quân áo bào màu bạc. Đạo quân áo bào màu bạc cười lạnh nói: Ta có hai biện pháp, các ngươi nhìn xem chọn cái nào đây. Biện pháp đầu tiên chính là chúng ta tiến vào trong Thiên Thương Vực. Chúng ta chiếm giữ thời không chuẩn tống trận của Thiên Vương Vĩnh Hằng Giới. Mặc kệ Đông Mục, Bắc Minh có đi qua cương vực nào, cuối cùng vẫn phải quay về Thiên Thương Vĩnh Hằng Giới thôi. Thiên Thương Vĩnh Hằng Giới, đó là địa bàn của Thiên Thương Cung. Chúng ta canh giữ ở thời không chuyển tống trận Thiên Thương Vĩnh Hằng Giới, nhất định có thể ngăn cản bọn chúng. Đạo quân áo bào màu bạc nói: Thiên Thương Cung cách thời không chuyển tống trận một đoạn, nếu như Thiên Thương Cung phát hiện, chúng ta chạy trốn còn kịp. Hai gã thế giới cảnh nghe xong liền sợ hãi, tiến vào hang ổ Thiên Thương Cung ngư không phải là tìm chết hay sao? Đương nhiên, Thiên Thương Cung ngự đấu đạo quân rất am hiểu suy diễn. Chúng ta canh giữ Thiên Thương Vĩnh Hằng Giới, một khi ngự đấu đạo quân phát hiện, chắc chắn tính toán ra chúng ta. Hắn tính toán rất đáng sợ. Đạo quân áo bào màu bạc nói: Cho dù chúng ta có trốn cũng sẽ bị đuổi theo. Đúng đúng đúng, ngự đấu đạo quân tính toán, chỉ sợ chúng ta không trốn thoát được đâu. Sư tôn, đi Thương Thương Vĩnh Hằng Giới quá là mạo hiểm. Hai gã thế giới cảnh đều khuyên bảo. Biện pháp thứ hai, đạo quân áo bào màu bạc theo tay vung lên, lập tức trước người lơ lửng một cuốn tinh đồ. Tinh đồ chậm rãi triển khai. Đạo quân áo bào màu bạc nhìn xem tinh đồ rồi nói: Không quản bọn chúng làm cái khỉ gió gì, đi đường vòng thế nào, nhất định phải về Thiên Thương Vĩnh Hằng Giới. Trở lại Thiên Thương Vĩnh Hằng Giới có 4 con đường, trong đó có 2 tiết điểm mấu chốt ở đây. Một chỗ là nơi này, là không gian phong bạo chúng ta đã đi qua. Một chỗ là vòng xoáy thông đạo. Phải về Thiên Thương Vĩnh Hằng Giới, bọn chúng hoặc là xuyên qua không gian phong bạo, hoặc là nhất định xuyên qua vòng xoáy thông đạo này. Đạo quân áo bào màu bạc nói. Hai tên đệ tử thế giới cảnh dưới trướng gật đầu. Đi qua cương vực mênh mông là lộ tuyến phổ thông, có lẽ có thể đi rất nhiều đường. Thế nhưng có một ít địa điểm mấu chốt không có biện pháp. Những tiết điểm mấu chốt này phải chậm rãi phi hành hoặc xuyên qua không gian. Có hai nơi chúng ta không có cách nào ngăn cản cả hai. Hai gã đệ tử cảnh giới nhìn sư tôn. Lựa chọn một đi. Đạo quân áo bào màu bạc nói. Kế tiếp chúng ta phải xem vận khí rồi. Vận khí bọn chúng tốt đi tới tiết điểm khác, vậy thì không có biện pháp nào rồi. Nếu như vừa vặn đi ngoan qua chỗ chúng ta, vậy thì vừa vặn chắn lại. Đạo quân áo bào màu bạc nói. Hai tiết điểm này cách Thiên Tương Cung xa rồi, chúng ta sẽ an toàn hơn rất nhiều. Đạo quân áo bào màu bạc nhìn hai gã đệ tử thế giới cảnh. Đi Thiên Thương Vĩnh Hằng Giới hay tinh đồ tiết điểm đây? Tiết điểm, tuyển tiết điểm đi. Hai gã đệ tử thế giới cảnh đều lựa chọn. Kẻ đần cũng biết
canh giữ ở thời không truyền tống trận của Thiên Thương Vĩnh Hằng Giới là tìm chết. Khi đám người Kỳ Linh bước ra khỏi thời không truyền tống trận, dùng thực lực đạo quân tam bộ, tốc độ nhanh như thiểm điện bắt đi. Sau khi bắt, liên tục chạy, phương pháp kia bọn họ biết thành công khá cao, thế nhưng quá nguy hiểm, dù sao cũng là hang ổ của Thiên Thương Cung. Chọn. Đạo quân áo bào màu bạc chỉ vào tiết điểm trên tinh đồ. Là nơi này đi. Hai gã đệ tử thế giới cảnh nhìn sang tinh đồ, vị trí sư tôn bọn họ chỉ là vòng xoáy thông đạo. Đám người Kỳ Linh đi một vòng lớn như thế lại gần 2 năm. Phía trước chính là vòng xoáy thông đạo rồi. Đông Mục đứng trên tàu cao tốc nhìn hư không bên ngoài, hắn chỉ vào vòng xoáy thông đạo tối đen như mực. Thông qua vòng xoáy thông đạo, đi tiếp nửa tháng sẽ tới Thiên Thương Cung. Thật nhanh. Kỳ Linh tươi cười, Thiên Thương Cung mình chờ đã quá lâu rồi. Trên tàu cao tốc là hai người hán thước. Dù sao tàu cao tốc này, một là sư tôn, một là sư bá, còn lại là hai đạo quân. Đồ nhi à. Đông Mục nhìn hán thước nói, trong nội cung Thiên Thương Cung không phân cao thấp, tất cả đều là huynh đệ, cho nên thu nhận thành viên rất cẩn thận. Thành viên chính thức chúng ta cả đời chỉ có thể tiếp dẫn lệnh, mà tiếp dẫn lệnh của ta dùng trên đại sư huynh của ngươi rồi. Hai người các ngươi đi Thiên Thương Cung, tạm thời đi theo ta, xem như rèn luyện các ngươi vậy. Vâng. Hai người hám tước đều đáp. Đương nhiên, hai người các ngươi cũng có thể cầu Bắc Minh huynh đệ. Đông Mục cười nói, Bắc Minh sư bá các ngươi chỉ sợ không bao lâu sẽ thành đạo quân. Vừa thành đạo quân, đó chính là cung chủ thứ tư của Thiên Thương Cung. Cung chủ Thiên Thương Cung có quyền lực rất lớn, có lẽ có thể dẫn tiến các ngươi vào Thiên Cung. Đạo lữ hám tước nhìn về phía Kỳ Linh, Kỳ Linh tươi cười, một khi trở thành một trong các cung chủ, quyền lực hơi lớn một chút, cũng không thể tùy ý thu người, thu nạp mỗi một thành viên cần cẩn thận, nếu không sẽ làm cho Thiên Thương Cung chứng khí mù mịt, như vậy thì quá là hỏng bét. Bác Minh sư bá, hám tước liền nói, đồ nhi này của ta bản tính lương thiện. Đông Mục lên tiếng, ta biết tính tình của hắn. Kỳ Linh gật đầu, hám tước này thật là chí tình chính nghĩa chi nhân, vì đạo lữ không thích tính mạng, Kỳ Linh vẫn là có chút thưởng thức, gật đầu nói, hám tước tiến vào Thiên Thương Cung cứ bao trên người ta đi. Xin tạ ơn sư bá. Hám tước kích động. Về phần đạo lữ của hám tước, Đông Mục cũng không có hỗ trợ cầu tình, muốn tiến vào Thiên Thương Cung cũng không phải dễ dàng như vậy. Kỳ thật Kỳ Linh cũng nhìn chúng tính tình của hám tước mới đồng ý. Về phần đạo lữ của hám tước cư, Kỳ Linh hiện tại còn không biết tính tình của nàng thế nào, cho nên không nói. Oanh. Tàu cao tốc tiến vào vòng xoáy thông đạo. Trong vòng xoáy không gian lưu chuyển, tàu cao tốc tiến lên rất nhanh. Kỳ Linh âm thầm than thở, tam giới tương liên với đại mạc vực bằng vòng xoáy thông đạo, bên trong có rất nhiều vết nứt không gian thuộc về vòng xoáy thông đạo không ổn định. Mặc dù là thế giới cảnh, vận khí chênh lệch sẽ rơi vào trong khe nứt không gian, sẽ bị đưa đi nơi không biết được, mà vòng xoáy thông đạo này thuộc về rất ổn định. Cương vực mênh mông, vòng xoáy thông đạo có ổn định cũng không ổn định, ổn định mới có thể được đám người tu hành lợi dụng. Phía trước chính là lối ra rồi. Tàu cao tốc phi hành trong vòng xoáy thông đạo 3 ngày. Kỳ Linh đứng trên tàu cao tốc nhìn xuống, ẩn ẩn nhìn ra phía lối ra có hỗn độn tinh cầu. Vù. Tàu cao tốc vừa lao ra khỏi vòng xoáy thông đạo, đúng lúc tàu cao tốc va chạm với cấm chế, ẩn ẩn có hào quang lưu chuyển. Không tốt rồi. Kỳ Linh thao túng tàu cao tốc liền biến sắc. Đấy. Một giọng nói hùng hồn vang lên, lập tức vang vọng cả phía hư không này. Hư không đông cứng lại. Chỉ thấy trong hư không xa xa có một phi toa màu bạc xuất hiện. Đám người Kỳ Linh nhìn thấy trong phi toa có một nam tử áo bạc, khí tức hùng hậu. Hắn đang dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn đám người Kỳ Linh. Là Thanh Phong Thánh Điện Hổ Phong Đạo Quân. Đông Mục kinh hãi. Hổ Phong Đạo Quân ư? Đan Bảo và Tô Vô Cơ biến sắc. Dọc theo con đường này cũng hiểu về Thanh Phong Thánh Điện, biết rõ Hổ Phong Đạo Quân chính là đạo quân tam bộ của Thanh Phong Thánh Điện. Khá tốt, không phải Thanh Phong Thánh Chủ. Kỳ Linh không có chút nào sợ hãi. Thanh Phong Thánh Điện có Thanh Phong Thánh Chủ uy hiếp tới hắn. Đương nhiên Kỳ Linh chỉ có thể sử dụng một phần đạo phủ chân quý diệt kẻ thù mà thôi. Hiện tại chỉ bằng một Hổ Phong Đạo Quân, bản thân mình không cần dùng đến đạo phủ. Thiên Thương Cung Bắc Minh ư? Và Thiên Thương Cung Đông Mộc sao? Xa xa trong phi toa đi lên là một gã nam tử áo bào màu bạc. Hắn bước chậm rãi đi trong hỗn độn hư không, khí tức hào hào đãng đãng. Thiên Thương Cung Bắc Minh thậm chí còn có 2 tên đạo quân nhất bộ tùy tùng. Bội phục, bội phục mà. Ngươi là kẻ địch của Thanh Phong Thánh Điện, cũng không nên trách ta.
Ta muốn hỏi ngươi một câu, ngươi là người của Thiên Thương Cung phải không? Trong tình báo của Thanh Phong Thánh Điện, thành viên chính thức của Thiên Thương Cung nhiều như là mây, nhưng không có kẻ tên là Bắc Minh. Dù sao, cái gọi là Bắc Minh có hai tên đạo quân nhất bộ tùy tùng, mà dựa vào kế mí có thể trói buộc năm tên thế giới cảnh. Phần thực lực này tuyệt đối không phải hạng người vô danh. Theo lý thuyết, nếu như là thành viên chính thức của Thiên Thương Cung, Thanh Phong Thánh Điện đã sớm biết. Ta mới gặp ngươi lần đầu cũng coi như hữu duyên. Kỳ linh áo trắng cầm trường thương kiếm màu đen nói thẳng: Ta, Bắc Minh, thật là thành viên của Thiên Thương Cung. Tin tưởng tương lai Thanh Phong Thánh Điện các ngươi sẽ nhớ kỹ tên của ta. Tương lai ư? Ngươi chỉ sợ không có tương lai đâu. Đạo quân áo bào màu bạc lắc đầu thở dài nói: Ta tùy tiện chọn một nơi, không ngờ các ngươi lại lao vào. Muốn trách thì trách vận khí của các ngươi không tốt mà thôi. Là vận khí không tốt sao? Kỳ linh âm thanh lạnh như băng. Xoẹt, tàu cao tốc của Kỳ linh vẫn lao thẳng về phía trước, trực tiếp phóng thẳng vào tên đạo quân áo bào màu bạc. Muốn chết ư? Đạo quân áo bào màu bạc cười lạnh nói: Thực sự là không biết tự lượng sức mình mà. Nói xong, hắn giơ tay phải ra, tay phải của hắn vẽ vào hư không một cái. Ống tay áo lập tức chấn động, chỉ thấy cuồng phong bay ra khỏi tay áo. Ngay sau đó, trăm vạn dặm hư không, bóng tối vô tận bao phủ tàu cao tốc của Kỳ linh đang tới gần. Sắc mặt đám người Tô Vô Cơ đan bảo trên tàu cao tốc vô cùng trịnh trọng, Đông Mục lại càng lo lắng. Hai đạo nữ hám tước lúc này chỉ có thể nhìn, cấp độ giao chiến bên ngoài không phải tổ thần có tư khách xen vào. Kỳ linh lại hừ lạnh một tiếng, ầm ầm, lô điện nổ ầm ầm, thần thủy mãnh liệt. Trong lúc nhất thời, lô điện màu vàng, thần thủy màu xanh bạo phát, lô điện và thần thủy tạo thành âm dương. Chỉ trong nháy mắt, lô điện cùng thần thủy hóa thành kiếm quang, vô số kiếm quang lao nhanh về phía trước, hình thành âm dương kiếm ý lĩnh vực. Hôm nay, âm dương kiếm ý lĩnh vực của Kỳ linh càng cuồng bạo, càng hung hãn và đáng sợ hơn trước. Tứ trọng thần lôi, tứ trọng thần thủy thi triển âm dương kiếm ý lĩnh vực đủ sức tiêu diệt đạo quân nhị bộ. Đạo quân nhị bộ và đạo quân tam bộ tuy thực lực sai biệt lớn hơn, nhưng muốn dễ dàng diệt sát đạo quân nhị bộ cũng khó khăn. Hỗ Phong đạo quân cho rằng mình chém giết cận thân, hắn vẫn có thể dễ dàng giết chết đạo quân nhị bộ, nhưng nếu như chỉ thi triển thần thông bí thuật muốn giết chết đạo quân nhị bộ lại chưa đủ. Dù sao Hỗ Phong đạo quân hắn chỉ là một tên đạo quân bình thường trong Thanh Phong Thánh Điện, hắn không có bí thuật nghịch thiên. Kỳ linh sử dụng lôi thủy kiếm ý lĩnh vực truy sát đạo quân nhị bộ, cuồng phong màu đen kia không làm được. Lúc này hai bên va chạm với nhau, ào ào, lôi thủy kiếm ý lĩnh vực mạnh mẽ xé tan cuồng phong đang đánh tới, dẫn dắt lực lượng hung hãn tấn công Hỗ Phong đạo quân. Cái gì? Sắc mặt Hỗ Phong đạo quân biến hóa nói: Không có khả năng, bí thuật của ta làm sao bị một thế giới cảnh phá đi được. Đây thực sự là một việc chê cười. Hỗ Phong đạo quân cùng hai tên thế giới cảnh trợn mắt há hốc mồm. Lúc này đám người Đông Mục hám tức trên tàu cao tốc kinh ngạc tới ngây người. Bí thuật của đạo quân tam bộ bị phá đi sao? Ánh mắt Tan Bảo, Hỏa Tiên Tử Tô Vô Cơ nhìn về phía Kỳ linh tràn đầy sùng bái và kính phục. Đây chính là đạo quân tam bộ đấy, so đấu bí thuật lại thua chủ nhân nhà mình ư? Xem ra người hơi có duyên, một phần đạo phù côi lực lớn nhưng không làm gì được ta. Hỗ Phong đạo quân nhanh chóng khôi phục lại tỉnh táo, hắn lập tức nhận định Kỳ linh đang thi triển đạo phù nào đó. Hắn căn bản không tin tưởng một tên thế giới cảnh có thể có được bí thuật nghịch thiên như thế. Kỳ thật lôi thủy kiếm ý lĩnh vực cũng là bí mật của vạn thần đạo quân sáng chế. Hơn nữa hắn được Tam Tôn giả truyền thụ đan dược thất trương, hắn có thanh hoa vũ khí chi lực kết hợp cho nên mới mạnh được như vậy. Vậy thì chết ở dưới đao của ta đi. Hai tay Hỗ Phong đạo quân xuất hiện một thanh trường đao cực lớn. Xoẹt, áo bào màu bạc phần phật bay, hai tay cầm lấy trường đao lớn. Hỗ Phong đạo quân lập tức xẹt qua hư không. Tuy lôi thủy kiếm ý lĩnh vực của Kỳ linh điên cuồng xoắn xiết, Hỗ Phong đạo quân vô cùng dũng mãnh, thần lực bộc phát mênh mông cuồn cuộn mà hoàn toàn ngạnh kháng lôi thủy kiếm ý lĩnh vực. Hiển nhiên kiếm ý lĩnh vực đối phó đạo quân tam bộ còn kém quá nhiều, miễn cưỡng có thể tạo thành một ít trói buộc được. Phần phật, phần phật, xuyên thẳng qua lôi thủy kiếm ý lĩnh vực, Hỗ Phong đạo quân lạnh lùng và tràn ngập sát ý. Kỳ linh thế thế âm thầm cảm khái, âm dương kiếm ý lĩnh vực chính là sát chiêu mạnh nhất của hắn, so với cận chiến còn mạnh hơn một đường, nhưng không làm gì được đối phương. Chính mình cuối cùng chỉ là thế giới cảnh, muốn chính diện đối phó đạo quân tam bộ là còn chưa đủ, chỉ có thể dựa vào một ít ngoại lực. Chết đi! Ánh đao của Hỗ Phong đạo quân lạnh thấu xương, nó chém vỡ tất cả trở ngại, lao thẳng vào tàu cao tốc.
Vù, bỗng nhiên một đạo thân ảnh trống rỗng xuất hiện trước tàu cao tốc, chính là một thanh niên tóc trắng lạnh lùng, trong tay cầm trường kiếm bình thường. Kiếm khách, bắt hắn lại, Kỳ Linh nói. Nam tử tóc trắng gật gật đầu, hắn vô cùng bình tĩnh. Từ khi Kỳ Linh đạt được bốn khô lỗi của Tiết Giám Đế Quân, mạnh nhất chính là kiếm khách, Kỳ Linh cũng nắm chắc càng lớn, cho nên hắn bảo kiếm khách ra tay. Là khô lỗi ư? Hố Phong đạo quân đánh tới, ánh mắt nhìn lên người nam tử tóc trắng lạnh lùng, lập tức phân biệt ra đây là một khô lỗi. Ánh mắt của hắn mang theo tham lam. Lại có uy lực khá lớn, thực lực của khô lỗi này không kém à? Gia hỏa tên Bắc Minh Thế Giới Cảnh nhất định từng có đại kỳ ngộ, trên người có không ít bảo bối à? Nói không chừng có bảo bối còn nhiều hơn ta. Khô lỗi, ngươi nên nhận ta làm chủ đi. Khí thế của Hỗ Phong đạo quân càng hùng vĩ, hắn cũng không nhận ra sẽ đụng phải khô lỗi thực lực đạo quân tứ bộ. Khô lỗi như vậy quá mức chân quý, cho nên đối mặt khô lỗi hắn có một tia lo lắng. Kiếm khách cũng giết qua. Ầm ầm, không gian xé rách, lôi thủy kiếm ý lĩnh vực lần lượt bị phách tan. Hỗ Phong đạo quân và kiếm khách chém giết với nhau, uy năng kinh thiên động địa. Kiếm khách có thực lực đạo quân tam bộ đỉnh phong, nó vô cùng quỷ dị, ám sát lưu là am hiểu của nó, kiếm thuật hoàn toàn là tâm ấn kiếm thuật của Tuyết Giám Đế Quân. Hỗ Phong đạo quân cận chiến đúng là lợi hại, đương nhiên hắn không tính là yêu nghiệt cỡ nào, nhưng cũng có thực lực đạo quân tam bộ đỉnh phong, cận chiến không bằng kiếm tu, đối mặt với kiếm khách lại ăn thiệt thòi, có thể ỷ vào một ít bí thuật chồng chất lên mà thôi. Khô lỗi thật mạnh, tại sao lại mạnh như vậy, cảm giác còn mạnh hơn ta một chút. Hỗ Phong đạo quân khiếp sợ, phát hiện mình đang lâm vào hạ phong. Tùy miễn cưỡng áp chế ta mà thôi, khổ lỗi chiến đấu sẽ tiêu hao tinh thạch bên trong, một khi tiêu hao sạch thì hắn cũng bại thôi. Sao? Kiều Linh đứng trên tàu cao tốc xa xa cau mày nhìn sang. Kiếm khách là mạnh nhất trong bốn đại khổ lỗi, vậy mà không làm gì được Hỗ Phong đạo quân này, xem ra cần phải bảo ngư dân và đế hoàng ra tay rồi. Đúng lúc này, Hỏa Tiên Tử Tô Vô Cơ bên cạnh Kỳ Linh cắn răng một cái, sắc mặt đều đỏ lên, hai mắt mang theo một ánh sáng màu đỏ, chấn động vô hình vượt qua không gian, bao phủ Hỗ Phong đạo quân. Chỉ thấy kiếm khách chém giết Hỗ Phong đạo quân, bỗng nhiên động tác của hắn hơi chậm lại, dường như cũng hoảng hốt không ít. Vèo! Kiếm khách vốn chiếm cứ thượng phong, vào lúc này, trường kiếm của hắn mềm dẻo, quấn chặt Hỗ Phong đạo quân. Hỗ Phong đạo quân tức giận giãy giụa, nhưng chế buộc dễ tránh như vậy ư? Thu! Tay kiếm khách cầm hồ lô, miệng hồ lô sinh ra hấp lực, Hỗ Phong đạo quân trực tiếp bị thu vào trong hồ lô. Kiếm khách quay đầu nhìn về phía Kỳ Linh, về sau liền bị Kỳ Linh thu vào trong động thiên Tuyết Giám Đồ Quyền. Không, sư tôn! Đại tử thế giới cảnh của tên đạo quân hỏng mắt, kiếm ý lĩnh vực của Kỳ Linh lập tức bao phủ bọn chúng. Hai gã thế giới cảnh biết rõ uy lực của kiếm ý lĩnh vực, căn bản không dám phản kháng, cũng bị Kỳ Linh thu đi. Thắng rồi! Đông Mục khó tin mà nhìn. Quá lợi hại rồi. Hai đạo lữ hám tức vô cùng rung động, bọn họ chỉ cảm thấy Bắc Minh sư bá quá lợi hại, một thế giới cảnh có thể làm cho hai đạo quân đi theo làm tùy tùng, bây giờ nhìn thấy hắn bắt đạo quân tam bộ, bọn họ căn bản chưa từng nghe nói qua bao giờ. Kỳ Linh cười nói, cũng mượn nhờ khô lỗi mà thôi, bản thân ta không phải đối thủ của đạo quân tam bộ. Khô lỗi cũng là thực lực, Đông Mục nói. Kỳ Linh cũng nhìn sang Hỏa Tiên Tử Tô Vô Cơ bên cạnh. Tô Vô Cơ hơi đắc ý nháy mắt, chỉ sợ đám người Đông Mục cũng không phát hiện Tô Vô Cơ ra tay. Kỳ Linh lại thi triển lôi thủy kiếm ý lĩnh vực có lực lượng vô hình bao phủ. Lợi hại! Kỳ Linh chuẩn âm tán dương. Có thể ảnh hưởng đến đạo quân tam bộ. Ta vừa rồi thi triển phi tiên kiểu ảnh thuật, ảnh hưởng đạo quân nhị bộ ta có nắm chắc, đạo quân tam bộ thì sao đây? Xem tâm cảnh và tâm lực của hắn, nếu như gặp được tâm tình mạnh, ta cũng không có biện pháp gì à? Xem ra vị Hỗ Quân đạo phong này không có tâm tình lợi hại. Tô Vô Cơ chuyển âm nói. Kỳ Linh âm thầm cảm khái, phi tiên thánh quân truyền thừa đúng là lợi hại, gặp được thực lực tương đối có thể nghiền ép khống chế, cho dù thực lực mạnh hơn mình cũng có thể ảnh hưởng. Đương nhiên tâm tình nghịch thiên thì không nói, như Phong Nhất Tâm Quân, cho dù Phong Nhất Tâm Quân ở thế giới cảnh cũng có bí thuật còn mạnh hơn cả Hỗ Phong đạo quân. Bắt Hỗ Phong đạo quân, đám người Kỳ Linh lập tức tiến lên phía trước, nửa tháng sau liền đi tới Thiên Thương Vĩnh Hành Giới. Đây chính là Thiên Thương Cung. Đông Mục chỉ vào đỉnh núi xa xa, nhìn thấy cung điện nằm trong mây mù. Là Thiên Thương Cung sao? Kỳ Linh nhìn Thiên Thương Cung, khí tức cũng bắt đầu bất ổn, trong mắt mang theo nước mắt. Từ khi rời khỏi tam giới thì mình cũng đã khát vọng đi tới Thiên Thương Cung,
hiện tại rốt cuộc cũng đã đến. Nguyên thần cơ hai của mình có thể đi vào tam giới, đi vận mệnh Trường Hà tìm phụ mẫu. Phụ thân, mẫu thân, tâm của Kỳ Linh đã không ở Thiên Thương Cung này nữa rồi. Trong lòng của hắn hiện tại chỉ lo lắng cho phụ mẫu mà thôi. Vù, đám người Kỳ Linh lúc này đằng vân giá vũ bay lên cung điện. Ta đã thần niệm cáo chi cho các huynh đệ khác trong Thiên Thương Cung rồi. Đông Mục nói. Kỳ Linh xa xa nghiêng nhìn hai người đan bảo Tô Vô Cơ, lúc này vô cùng hiếu kỳ, rốt cuộc môn phái của chủ nhân nhà mình như thế nào đây. Phu thê hán thức vô cùng khẩn trương, đối với bọn họ mà nói Thiên Thương Cung chính là thánh địa. Đó là khi bay càng ngày càng gần, Kỳ Linh cũng nhìn thấy cửa cung Thiên Thương Cung xa xa đang có nhiều thân ảnh tụ tập, trong đó có ba gã đạo quân đứng ở phía trước. Thiên Nhất đại ca ư? Kỳ Linh lập tức nhận ra người đứng trước nhất là Thiên Nhất đạo quân, khí thức hơi có khác biệt. Hẳn là pháp thân của Thiên Nhất đại ca rồi. Kỳ Linh, Thiên Nhất đạo quân cười vang, tiếng cười quanh quẩn cả thiên địa. Thiên Nhất đại ca. Kỳ Linh vui vẻ mang theo đan bảo Tô Vô Cơ bay tới. Đã lâu không gặp, người cũng đã thành thế giới cảnh rồi. Thiên Nhất đạo quân nhìn Kỳ Linh tán thưởng gật gật đầu. Lúc ánh mắt của hắn nhìn sang đan bảo và Tô Vô Cơ sau lưng Kỳ Linh, hắn thật sự không có biện pháp bỏ qua hai người này. Dù sao đan bảo và Tô Vô Cơ cũng đã là đạo quân. Thiên Nhất đạo quân nói, Vô Cơ, mới không gặp bao lâu, hiện tại người tu hành còn nhanh hơn cả Kỳ Linh đã thành đạo quân rồi. Thiên Nhất đạo quân từng quen biết với Tô Vô Cơ từ lâu, lúc trước hắn chỉ điểm Kỳ Linh, cũng đã từng chỉ điểm cho Tô Vô Cơ. Cũng là chủ nhân giúp ta mới có ngày hôm nay. Tô Vô Cơ nói, hơn nữa chủ nhân thực lực còn mạnh hơn ta nhiều, cho dù ta thành đạo quân hiện tại cũng không bằng chủ nhân đâu. Thực lực Bắc Minh huynh đệ rất mạnh. Đông Mục cũng nói xen vào, ta vừa trở lại cũng chưa kịp nói tỉ mỉ, lần này ta bị năm tên thế giới cánh của Thanh Phong Thánh Điện đuổi giết, may mắn Bắc Minh huynh đệ ra tay nên ta mới tránh được một kiếp này. Bắc Minh huynh đệ vừa thể hiện kiếm ý liền dễ dàng bắt năm tên thế giới cảnh rồi. Sao, Thanh Phong Thánh Điện ư? Một nam tử tóc xanh mặc trường bào trắng bên cạnh Thiên Nhất đạo quân nghe thế liền cau mày. Ngự đấu, việc nhỏ này nói sau đi. Thiên Nhất cắt lời, hôm nay trọng yếu nhất chính là nghênh đón Kỳ Linh huynh đệ. Kỳ Linh hơi cảm động, Thiên Nhất đạo quân ở chung với hắn không được bao lâu nhưng cũng thật tâm với hắn. Kỳ Linh ơi, trên đường từ Đại Mạc Vực tới đây cũng có thể không dễ dàng, lúc trước cũng chỉ có tổ tiên Vưu Cơ cũng đã thành đạo quân rồi, chỉ sợ trải qua không ít à. Thiên Nhất nói. Kỳ Linh lắc đầu có chút thần thức nói, biết được đại ca đang ở Dịch Lãng giới, ta không bao lâu lên rời khỏi Đại Mạc Vực, theo lý thuyết có lẽ ta đã sớm tới Thiên Thương Cung, chẳng qua đi giữa đường đột nhiên bị chúa tể vĩ đại của Mang Nhai Quốc bắt cướp người, bắt người tiến vào Mang Nhai Quốc. Kỳ Linh cũng không giấu giếm, bởi vì khi thực lực của chính mình trở nên mạnh mẽ, loại tin tức này không giấu giếm được. Như Lê Tinh Cung Chủ, người ở Vô Tận Cương Vực hơi có tin tức linh thông, người nào không biết hắn là Cung Chủ Đao Cung của Mang Nhai Quốc đây. Mang Nhai Quốc ư? Thiên Nhất đạo quân giật mình vạn phần. Mang Nhai Quốc chính là một trong 6 thế lực lớn, chúa tể vĩ đại được công nhận đứng đầu 3 chúa tể. Mang Nhai Quốc ngẫu chiến bắt người tu hành. Thiên Nhất đạo quân là đại năng ở biên giới hợp đạo, đã có nghe qua, đã không tính là bí mật gì cả. Bị Mang Nhai Quốc bắt đi vô cùng nguy hiểm, xem ra Kỳ Linh ngươi có kỳ ngộ không nhỏ rồi. Thiên Nhất nói, đúng vậy, ta ở trong Mang Nhai Quốc cũng biết đan bảo. Kỳ Linh nhìn về phía đan bảo, đan bảo hơi hổ thẹn liền nói, có lẽ nên xem ta là người giao thủ đầu tiên với chủ nhân tại Mang Nhai Quốc đi, đáng bị chủ nhân đánh bại dễ dàng, kỳ thật ta cùng Hỏa Tiên Tử đều được chủ nhân hỗ trợ mới có ngày hôm nay. Đám người Kỳ Linh nói với Thiên Nhất đạo quân một chút, kỳ thật các huynh đệ Thiên Thương Cung cũng chú ý tới vị huynh đệ mới này, nghe được hai vị đạo quân đều gọi Kỳ Linh là chủ nhân, bọn họ rung động không nhỏ. Thiên tài yêu nghiệt nghịch thiên như vậy chỉ nghe được trong lời đồn, bọn họ lại tận mắt nhìn thấy. Kỳ Linh huynh đệ thiên phú cực cao nhưng không có sư phụ tốt. Thiên Nhất cười nói, đi Mang Nhai Quốc vậy thì thực nhất phi trùng thiên rồi. Nãy giờ toàn là Kỳ Linh ngươi nói, ta cũng quên giới thiệu, đến đây, đây chính là Ngự Đấu đạo quân, cũng là đạo quân tứ bộ của Thiên Thương Cung chúng ta. Kỳ Linh tươi cười ôn hòa nhìn vị này, hắn khí độ bất phàm, mặc bộ đồ trắng và mái tóc xanh, lúc này hành lễ nói, Bắc Minh xin bái kiến Ngự Đấu đại ca. Đạo quân tứ bộ đại biểu đã đi tới cực hạn của đạo quân,
lại tiến thêm một bước chính là Vĩnh Hằng Đế Quân. Mỗi một đạo quân tứ bộ đều không dễ chọc. Ta từng suy diễn số mệnh của Bắc Minh huynh đệ ngươi, phát hiện là mơ hồ, ta không cách nào suy diễn được. Ngự đấu đạo quân tươi cười nói, hôm nay nhìn thấy hai gã đạo quân đi theo tùy tùng, ta thì càng hiểu Bắc Minh huynh đệ rất bất phàm. Nếu ta suy diễn không tệ, hai vị đạo quân này là bản thân đột phá, mà không phải là dựa vào thâu thiêm sinh tử đan. Dựa vào bản thân đột phá đạo quân ư? Các huynh đệ khác trong Thiên Đức Cung cũng líu lưỡi. Bọn họ nhìn thấy hai đạo quân nhất bộ còn tưởng rằng là dựa vào thâu thiêm sinh tử đan. Kỷ Linh, thực lực càng mạnh thì càng tốt thôi. Thiên Thương Cung chúng ta có thêm huynh đệ cường đại rồi. Thiên Nhất giới thiệu, bên cạnh ta chính là Tân Tấn đạo quân của Thiên Thương, Ngư Sán đạo quân hôm nay là đạo quân nhị bộ. Bác Minh, Ngư Sán đạo quân cười nói. Kỷ Linh hơi giật mình, biểu hiện vô cùng bình tĩnh nói, Ngư Sán đại ca. Ngư Sán dung mạo thật đẹp, luận dung mạo không thua kém gì Tô Vô Cơ. Cần biết Tô Vô Cơ tu luyện pháp môn của Phi Tiên Thánh Quân, mỗi cái cau mày hay tươi cười đều mị hoặc cực mạnh. Ngư Sán đạo quân không có mị hoặc như thế, nhưng dung mạo mỹ miều kinh người, dáng người càng yểu điệu, đường cong yêu mỹ. Nhưng Kỷ Linh cảm ứng khí tức của hắn chính là nam tử. Dung mạo dáng người tất cả đều là mỹ nữ tuyệt thế, tại sao lại là nam tử đây? Cũng không trách Kỷ Linh kinh ngạc. Đây là pháp thân của Ngư Sán, Thiên Nhất nói. Hiện tại Ngư Sán đang ra ngoài sông sáo rồi, hắn còn yêu nghiệt hơn cả ta và ngự đấu nhiều. Đại ca quá khen rồi, Ngư Sán đạo quân liền nói. Thiên Nhất cũng cười. Kỷ Linh, nhìn các huynh đệ khác đi, đợi lát nữa cùng uống rượu trò chuyện ngươi sẽ biết thôi. Kỷ Linh gật đầu, lúc này hỏi, không biết Ô Giao tâm thần thú như thế nào rồi? Chung quanh yên tĩnh. Thiên Nhất đạo quân thở dài nói, Bắc Hiếu ư? Ô Giao tam thần thú hại chết Bắc Hiếu, Thiên Thương Cung sẽ không tha cho bọn chúng đâu. Bọn chúng sớm chạy rồi, sau đó ngự đấu suy diễn, ba người bọn chúng vẫn bị Thiên Thương Cung chém giết à? Kỷ Linh cũng xem như giải tâm kết. Kế tiếp là yến tiệc tề trần, các huynh đệ Thiên Thương Cung không ngừng tề tụ, uống rượu cao đàm. Thiên Thương Cung không phân cao thấp, đều là hảo huynh đệ. Cho dù là đạo quân cũng chỉ là cao thủ thực lực mạnh nên gọi là đại ca. Loại không khí này Kỷ Linh rất ưa thích, hắn cảm giác mọi người đều rất chân thành. Trong tiệc rượu này, Kỷ Linh cũng nhận biết hơn phân nửa huynh đệ Thiên Thương Cung, còn có chút lang thang phiêu bạt ở ngoài. Tiệc rượu giải tán, Kỷ Linh, Thiên Thương Cung chúng ta có rất nhiều cung, rất nhiều động phủ còn trống, người có thể chọn một nơi, tùy ý chọn một nơi đi. Sau tiệc rượu, Thiên Nhất dẫn Kỷ Linh đi chọn nơi ở. Là nơi này đi. Kỷ Linh chọn một tòa ở trong số đó. Đúng rồi, ngươi chuẩn bị khi nào tổ chức đại điển nhập môn đây? Thiên Nhất nói với Kỷ Linh, dù sao Kỷ Linh cũng có tiếp dẫn lệnh, hắn còn chưa chính thức bái vào Thiên Thương Cung. Một tháng sau, Kỷ Linh nói, chuyện trọng yếu nhất chính là phục sinh phụ mẫu. Được, Thiên Nhất không vội, đối với người tu hành mà nói, một tháng không coi vào đâu cả. Thiên Thương Cung trong động phủ của Bắc Minh. Đan Bảo, Vô Cơ, ta cần bế quan một chút ít thời gian, không có chuyện quan trọng đừng quấy rầy ta. Kỷ Linh nhắc nhở. Vâng, thưa chủ nhân. Đan Bảo và Tô Vô Cơ đều trả lời. Kỷ Linh gật đầu, về sau liền đi vào tĩnh thất. Ầm ầm, tĩnh thất đóng lại. Kỷ Linh khoanh chân ngồi nhắm mắt, nội tâm của hắn chỉ nhắm vào tam giới. Trong hư không hỗn độn ngoài tam giới, một Kỷ Linh đạo bào màu đen đang ngồi trong không gian duy độ, đó là động phủ hỗn độn, đi vào tam giới hư không. Vù, Kỷ Linh đạo bào màu đen bước ra khỏi không gian duy độ, trong hư không tam giới cảm nhận cả tam giới. Thật lâu, hắn đã thật lâu không có tiến vào phạm vi bổn nguyên của tam giới ảnh hưởng. Trong nhiều năm trước nơi này là cấm địa của hắn, dám can đảm dò bước đi vào thì hắn sẽ thân tử đạo tiêu. Tam giới. Kỷ Linh đạo bào màu đen nhìn chung quanh thì thào tự nói. Hắn nhìn sang 3000 đại thế giới, hàng tỷ tiểu thế giới. Ánh mắt của hắn lúc này nhìn sang địa phủ. Kỷ Linh đạo bào màu đen nhìn chằm chằm, hắn nhìn vào trong hư không. Nhánh sông này chính là dòng sông vận mệnh. Vận mệnh tồn tại ở khắp nơi, nơi nào có sinh mệnh thì nơi đó có vận mệnh. Người tu hành cường đại như Kỷ Linh, thậm chí những Vĩnh Hằng Đế Quân cường đại đều có dòng sông vận mệnh của riêng mình. Miễn còn sống sẽ có vận mệnh, vô số vận mệnh hội tụ thành biển cả vô cùng vô tận. Sinh mệnh của người trong tam giới chỉ là một nhánh sông nhỏ, chỉ là dòng sông. Phàm tục không thể nhìn thấy dòng sông này. Kỷ Linh nhìn chằm chằm vào, hắn có thể nhìn thấy vô số chân linh phập phồng bên trong. Ào ào, ánh mắt Kỷ Linh bắt đầu tìm kiếm.
phụ thân, mẫu thân. Kỳ Linh kích động, hắn phát hiện có hai chân linh đang dựa vào nhau, cùng phập phồng với nhau. Kỳ Linh vĩnh viễn không bao giờ quên khí tức chân linh. Hai chân linh này chính là phụ thân và phụ mẫu của hắn. Chỉ có đại năng mới có thể tìm thấy Uất Chỉ Tuyết và Kỳ Nhất Xuyên trong hàng tỷ tỷ chân linh như thế. Đính! Kỳ Linh dùng tâm ý của mình. Ầm ầm! Kiếm ý như nước và vô hình lập tức bao phủ cả dòng sông vận mệnh. Cả con sông đã dừng lại. Quan sát dòng sông vận mệnh rất dễ dàng. Nếu muốn phục sinh chân linh trong dòng sông vận mệnh rất khó, bởi vì làm thế là nghịch thiên cải mệnh, là vi phạm quy tắc của tam giới. Tuy thực lực Kỳ Linh có thể dễ dàng diệt sát tam giới, tự nhiên có thể dễ dàng hiểu rõ. Chẳng qua nếu như phụ mẫu Kỳ Linh sinh ra ở vĩnh hằng giới thì khác. Sinh linh sinh ra trong dòng sông vận mệnh của vĩnh hằng giới, Kỳ Linh muốn lấy ra chân linh là chuyện không có khả năng, bởi vì quy tắc của vĩnh hằng giới cắn trả quá mạnh. Chỉ sợ chỉ có vĩnh hằng đế quân hoặc là một ít đạo quân nghịch thiên mới có thể thừa nhận cắn trả. Dòng sông vận mệnh đình trệ, tam giới quy tắc phản kháng, hàng tỷ sinh linh phản tục trong tam giới không có cảm ứng được. Một ít cường giả trong tam giới hoàn toàn có thể cảm ứng được việc này. Bên trên Phương Thốn Sơn tại Tà Nguyệt đại thế giới, hai đạo thân ảnh ngồi đối diện với nhau đang luận đạo. Sao dòng sông vận mệnh đình trệ ư? Nam tử tóc dài râu ria lên tiếng. Có thể cưỡng ép dòng sông vận mệnh dừng lại, chỉ sợ chính là Đồ Nhi Kỳ Linh. Ngồi đối diện với người kia chính là Bồ Đề. Hai người bọn họ hiện tại là người mạnh nhất trong tam giới. Bọn họ một là Bồ Đề, sư phụ Kỳ Linh. Lúc trước cả tam giới chỉ có hắn có tạo nghệ thể không mạnh nhất. Từ khi Phục Hy Thị, Thần Nông Thị, Tọa Nhân Thị, Tam Thanh Đạo Nhân, Phật Tổ Như Lai hậu nghệ chết trận trong đại chiến, Bồ Đề đứng đầu Nữ Hoa trận doanh. Đương nhiên không tính thực lực Kỳ Linh đã là thế giới cảnh. Người còn lại chính là Vô Gian Môn, Vạn Ma Chi Chủ. Hôm nay người đứng đầu Vô Gian Môn chính là Phong Ma. Cách đây thật lâu hắn đã đánh vỡ cực hạn thiên đạo. Cảnh giới hai người vốn cực cao, còn cao hơn tuyệt đại đa số tổ thần tổ tiên rất nhiều. Từ khi Kỳ Linh bước vào thế giới cảnh và truyền thụ rất nhiều pháp môn, có pháp môn chỉ dẫn, hai người bọn họ lập tức gia tăng thực lực rất lớn. Hiện nay hai người cũng chỉ luận về cảnh giới đã có thể trở thành thế giới cảnh, cho nên mới ngồi luận đạo với nhau. Đợi đến tất cả chuẩn bị thỏa đáng sẽ cùng đột phá thế giới cảnh. Quả thật là Kỳ Linh rồi. Thần niệm Phong Ma lập tức bao phủ tam giới, cũng phát hiện Kỳ Linh đã bào màu đen đứng trong hư không. Hắn phát hiện khí tức Kỳ Linh bộc phát ngập trời. Đi thôi. Bồ Đề điểm một ngón tay, bên cạnh xuất hiện một vòng xoáy không gian. Vù. Hai người bọn họ tiến vào vòng xoáy không gian và tới chỗ của Kỳ Linh. Cũng trong lúc đó, dòng sông vận mệnh đình trệ ư? Tại Tây Phương Linh Sơn, Di Lặc Phật Tổ đang ngồi ở trên cao. Hôm nay hắn là Phật Tổ hiện tại của Phật Môn. Hắn có cảnh giới cực cao, Phật Tổ Như Lai cũng còn kém hắn một bậc. Từ khi Kỳ Linh truyền xuống rất nhiều pháp môn, Di Lặc Phật Tổ thực lực tiến nhanh, thực lực chỉ xếp sau Bồ Đề và Phong Ma. Là sư đệ của ta sao? Hầu Vương đang ăn uống vui vẻ trong Hoa Quả Sơn cũng sững sờ. Hắn vui mừng nói. Phải đi nhìn một chút mới được. Tông Ngộ Không cũng có thiên phú cực cao, hôm nay thực lực của hắn xếp trong top 10 trong tam giới. Mặt khác còn có Ngọc Đỉnh Đạo Nhân, Khoa Phụ, Thánh Hòa, Huyết Học Ma Tổ, A Di Đà cùng các cường giả tam giới đều cảm ứng được. Kỳ Linh đạo bào màu đen đứng trong hư không, hắn cũng cảm ứng được không gian chấn động chung quanh, xuất hiện từng đạo thân ảnh. Sư phụ Bồ Đề, sư huynh Tông Ngộ Không, Ngân Nguyệt, còn có Phật Di Lạc, A Di Đà, Ngọc Đỉnh, Huyết Học Ma Tổ đều đã xuất hiện. Kỳ Linh cũng gật đầu với bọn họ. Một đám tiên ma cùng nhìn Kỳ Linh, không ra tay ngăn cản. Từ khi Kỳ Linh đột phá đến thế giới cảnh đã truyền phụ pháp môn. Kỳ thật Kỳ Linh cũng rất sợ hãi thán phục. Người tu hành tam giới không thể nói là yêu nghiệt cỡ nào, thế nhưng rõ ràng thực lực chỉnh thể còn ưu tú hơn các thế giới hỗn độn khác rất nhiều. Như nhân tộc Tam Hoàng, Tam Thanh Đạo Nhân, Như Lai, Hậu Nghệ, trong tình huống không có pháp môn chỉ dẫn, cảnh giới đều cao kinh người. Thậm chí chân thần có thể vượt cấp giao thủ với tổ thần. Cảnh giới của bọn họ còn cao hơn tổ thần tổ tiên rất nhiều. Nếu có pháp môn, có minh sư chỉ dẫn, nhân tộc Tam Hoàng, Tam Thanh Đạo Nhân, Phật Tổ Như Lai, Hậu Nghệ cũng có thể thành tựu thế giới cảnh. Cần biết như Giác Minh Phật Tổ ở trong Phật Môn cũng không tính là ưu tú, tư chất thiên phú còn kém xa Tam Thanh Đạo Nhân và Như Lai. Lúc trước thành tựu chân thần đều phi thường khó. Hắn và một đám tiên thần thiên tiên chịu khổ nhiều năm, sau khi được Bắc Hưu thế giới thần trao tặng pháp môn, liền tu luyện tới tổ thần. Pháp môn danh sư chỉ dẫn có thể thấy được tầm quan trọng của nó. Chẳng những là tam giới, ngay cả một ít cường giả vô gian thế giới hỗn độn như Hoàn Mộc, Tâm Ma, Ma Thủ, Phong Ma cũng phi thường chói chang, cũng là không thua gì Tam Thanh Đạo Nhân, Phật Tổ Như Lai.
bản cổ thế giới hỗn độn, vô gian thế giới hỗn độn sinh ra người tu hành, tư chất thiên phú cũng cao hơn nhiều. Kỳ Linh âm thầm sợ hãi, thán phục nói: so với thế giới hỗn độn bên ngoài còn lợi hại hơn, chỉ sợ sau lưng có chút nguyên nhân. Hỗn độn vô tận tràn ngập thần bí, không có ai dám nói có thể phá tất cả thần bí, ngay cả chúa tể thần bí cũng không được. Kỳ Linh tự nhiên cũng không nghĩ nhiều. Ta hôm nay hiểu ra năm đầu đại đạo mạnh nhất và kết hợp lại, sau khi thành đạo quân thì thực lực tăng nhiều, đến lúc đó nhất định phải mua truyền thừa chân quý, pháp môn và tiến hành truyền thụ bên trong tam giới, cũng giúp tam giới cường đại hơn. Kỳ Linh thầm suy nghĩ, trước kia hắn truyền thụ pháp môn đều là pháp môn bình thường, hắn ngẫu nhiên đạt được, còn có pháp môn bình thường của Bắc Hưu. Về phần truyền thừa chân quý ư, Kỳ Linh học được không ít, Tuyết Giám Đế Quân, Kiếm Công Tháp Lâm có hơn 8 vạn môn kiếm thuật, thậm chí truyền thừa của chúa tể chết đi kia còn có đan diệp thất trương. Nhưng hắn đã lập lời thề không tiết lộ ra ngoài, cho dù đan diệp thất trương có thể truyền thụ chương một, nhưng đó là luyện đan nhất đạo, người tu hành có mấy ai luyện đan đây. Một phương thế giới cường đại, các loại lưu phái truyền thừa cũng phải có, hơn nữa còn muốn truyền thừa lợi hại không phải dễ dàng. Trước kia ta chỉ truyền bá một ít pháp môn bình thường, lực lượng của tam giới tăng lên rất nhiều, sư phụ và phong ma tùy thời có thể trở thành thế giới cảnh, đám người Di Lặc cũng đã nhìn thấy cảnh giới thế giới cảnh rồi. Nếu như ta truyền thụ pháp môn rất tốt, sợ rằng hiện tại sẽ có một đám thế giới cảnh thôi. Kỳ Linh chờ mong ngày hôm nay, chờ mong tam giới phát triển và nhất phi trùng thiên. Kỳ Linh chú ý dòng sông vận mệnh, kiếm ý của hắn mênh mông như nước, nhưng phi thường ôn nhu, lực lượng ẩn chứa phi thường cường đại. Chỉ thấy kiếm ý ôn nhu này cẩn thận bao phủ hai chân linh phi thường yếu ớt. Ông cả dòng sông vận mệnh chấn động và bắt đầu cắn trả. Kỳ Linh vô cùng cẩn thận, đương nhiên hắn không quan tâm cắn trả, hắn chỉ lo lắng ảnh hưởng tới chân linh của phụ mẫu. Một khi lan đến gần một tia, chân linh yếu ớt của phụ mẫu cùng phụ thân sẽ bị mất đi. Kiếm ý của Kỳ Linh bảo hộ tầng tầng, tận lực chậm chạp ngăn cản nước sông ra ngoài. Ầm ầm, lực lượng cắn trả của dòng sông vận mệnh càng ngày càng mạnh, càng về sau thậm chí cả dòng sông như điên cuồng, nó muốn bắt lấy hai chân linh đang muốn thoát ra kia. Kiếm ý của Kỳ Linh tầng tầng bảo hộ và chống cự. Phốc, rốt cục chỉ thấy một đoàn kiếm ý tỏa ra hào quang bay vào dòng sông. Dòng sông vận mệnh đã thất bại, nó cũng khôi phục bình tĩnh và tiếp tục vận hành đi về phía trước. Thành công rồi. Bồ Đề, Phong Ma, Tôn Ngộ Không, Ngọc Đình nhìn thấy đều vui mừng không nhỏ. Bác Minh xin chúc mừng. Kỳ Linh chúc mừng ngươi. Nhiều người tới chúc mừng, chân linh đã lấy ra, kế tiếp khôi phục hồn phách, ngưng tụ thân thể dễ dàng hơn rất nhiều. Kỳ Linh cũng khó giấu kích động, Kỳ Linh áp chế kích động trong lòng. Lúc này ngón tay hắn điểm tới phía trước, hai giọt hỗn độn linh dịch bay qua. Nguyên thần thứ hai vẫn thủ hộ tam giới, hỗn độn linh dịch rất ít ỏi, hai giọt như thế vẫn phải có. Hơn nữa hồn phách và thân thể của Ốt Chỉ Tuyết và Kỳ Nhất Xuyên không tính là cường đại, mỗi người một giọt đã đầy đủ. Ào ào, hai giọt hỗn độn linh dịch phân biệt bay vào hai chân linh, chỉ thấy hai giọt hỗn độn linh dịch như hai giọt nước bao phủ chân linh, lúc này bắt đầu dùng chân linh làm hạch tâm và hình thành hồn phách. Tuy thông qua lục đạo luân hồi có thể hình thành hồn phách được, hình thành thân thể, thế nhưng hồn phách và thân thể không đủ tốt, mặc dù tiên thiên sinh linh trong thiên giới cũng không có thân thể tốt như vậy. Trực tiếp dùng hỗn độn linh dịch khôi phục hồn phách, ngưng tụ thân thể mới là thân thể hoàn mỹ nhất. Hồn phách đã thành, lúc này hai đạo hư ảnh hồn phách xuất hiện trên hư không, một là Uất Chí Tuyết, một là Kỷ Nhất Xuyên. Hai người bọn họ cũng hoàn toàn khôi phục ý thức, trí nhớ trong hồn phách của bọn họ. Kỳ Linh dùng pháp lực thức tỉnh giúp, hiện nay thủ đoạn của Kỳ Linh hoàn toàn đủ sức làm việc này. Dù sao Uất Chí Tuyết và Kỷ Nhất Xuyên chết đã là đời thứ hai. Linh Nhi, hai người bọn họ nhìn Kỳ Linh lúc này khó mà tin nổi. Kỳ Linh kích động liền nói: phụ thân, mẫu thân đừng có vội, phải ngưng tụ thân thể, chỉ cần trong lòng có ý niệm là được. Hỗn độn linh dịch vô cùng thần kỳ, tất cả đều có thể hình thành. Chỉ thấy bên ngoài hư ảnh hồn phách xuất hiện quần áo, Uất Chỉ Tuyết và Kỳ Nhất Xuyên nhìn thấy có rất nhiều người, tự nhiên sẽ không trần truồng. Lúc này mới hình thành ra lông, hai phu thê lúc này đứng giữa hư không. Giờ phút này Kỳ Nhất Xuyên, Uất Chỉ Tuyết còn có trí nhớ nhiều đời như Liễu Xuyên, Đông Lưu Tuyết. Tuyết Nhi, Kỳ Nhất Xuyên nhìn thê tử. Nhất Xuyên. Uất Chỉ Tuyết cũng nhìn Kỳ Nhất Xuyên. Kiếp trước kiếp này hai người bọn họ đều ở cùng nhau, cả đời ở Yên Sơn. Uất Chỉ Tuyết mất đi sinh cơ mà chết, Kỳ Nhất Xuyên cũng nhớ nhung bi thương mà chết đi, đợi đến kiếp sau cũng như thế. Cuối cùng
lại bị một tiểu tay sai của Vô Gian Môn bắt đi tế luyện pháp bảo, mới hồn phi phách tán. Kỷ Nhất Xuyên và Ất Chỉ Tuyết nắm tay nhau. Linh Nhi, bọn hắn nhìn về phía Kỷ Linh. Đây là chuyện gì vậy? Kỷ Nhất Xuyên cũng nghi hoặc khó hiểu. Trong hư không vô tận xung quanh có thân ảnh bộc phát khí tức mênh mông. Ất Chỉ Tuyết lại kích động và nghi hoặc, không phải mình và Nhất Xuyên đã chết rồi hay sao? Cộng thêm bây giờ đang ở trong hư không, bọn họ đứng ở đó như đất bằng. Lúc này hai người bọn họ hiểu tất cả là vì nhi tử của bọn họ. Phụ thân, mẫu thân, tất cả đã là quá khứ rồi, không ai có thể chia tách cả gia đình chúng ta. Kỷ Linh nói, giọng của hắn run rẩy, đôi mắt Ất Chỉ Tuyết đỏ rực. Nàng đi tới ôm Kỷ Linh, Kỷ Linh cũng ôm lấy mẫu thân. Mẫu thân ôm ấp mới là ấm áp nhất. Bỗng nhiên Kỷ Linh ngẩng đầu, phụ thân Kỷ Nhất Xuyên cũng đi tới. Kỷ Linh cũng ôm phụ thân, một nhà ba người lại gặp nhau. Lúc này Bồ Đề, Phong Ma và một đám đại năng vô cùng hâm mộ. Trong bọn họ phần lớn đều là hỗn độn thai nghén hoặc là thiên địa thai nghén. Bọn họ cũng không có phụ mẫu, bọn họ đều có thể cảm nhận được tình cảm nồng đậm của Kỷ Linh với phụ mẫu. Sau khi ôm nhau một lúc, lúc này dây cung bị đứt nhiều năm của hắn cũng thả lỏng. Bỗng nhiên tâm lực của Kỷ Linh bước vào tầng thứ 5 cũng bắt đầu tăng mạnh rất nhiều. Kỳ thực lúc trước trải qua đại chiến tam giới, Kỷ Linh cuối cùng nhất hiểu được tâm kiếm thiên địa và chém giết Nguyên Lão Nhân. Theo lý thuyết khi đó hắn nên bước vào tầng thứ 5 mới phải, bởi vì nội tâm có chấp niệm và lo lắng nên hắn vẫn bị kẹt ở bên cạnh. Rời khỏi tam giới, tiến vào trong vô tận cương vực to lớn, tại Mang Nhai Quốc, thậm chí tại dị vũ trụ, Kỷ Linh trải qua rất nhiều, thậm chí kết hợp năm đạo mạnh nhất một cách hoàn mỹ. Tâm cảnh của hắn rất mạnh, nhưng vẫn kẹt ở bên cạnh, tâm của hắn không thể quy chân. Lúc ở Thiên Thương Cung, sau khi tìm được chân linh phù mẫu trong dòng sông vận mệnh, tâm cảnh của Kỷ Linh thả lỏng và hắn đạt tới quy chân. Tuy nói nội tâm Kỷ Linh còn có chấp niệm sâu nhất, đó là sư tỷ Dư Vi, thế nhưng nội tâm Kỷ Linh hiểu muốn cứu sư tỷ khó khăn cỡ nào, ngay cả phù đạo đệ nhất nhân của dị vũ trụ như Phù Bác Đế Quân cũng không thể phục sinh đồ đệ của mình. Kỷ Linh cũng chưa từng nghe nói có ai nghịch chuyển sinh tử sống lại, có thể thấy được nghịch chuyển thời không phục sinh khó khăn ra sao. Bởi vì hắn hiểu việc này rất khó, cho nên Kỷ Linh mới tính tâm được. Tâm lực của hắn tăng vọt, trải qua những năm gần đây, tâm lực của Kỷ Linh lúc này tăng vọt tới tầng thứ 5 đỉnh phong. Thậm chí tâm lực giao hội trong thức hải mơ hồ ảnh hưởng thức hải không gian. Nếu như tâm lực mạnh hơn một chút, tâm lực sẽ hội tụ thức hải và hoàn toàn mở ra tâm chi thế giới. Mở ra tâm chi thế giới mới có thể chính thức tính là người tu hành tâm lực. Người tu hành tâm lực phi thường đáng sợ. Cho dù người tu hành tâm lực biên giới hợp đạo, tâm chi thế giới lớn như một cương vực, chỉ bằng vào hình chiếu hàng lâm là có thể dễ dàng chấn giết một gã đạo quân biên giới hợp đạo. Hình chiếu thế giới hàng lâm chỉ là phương pháp chiến đấu thô ráp nhất. Bí thuật của một người tu hành tâm lực mới gọi là lợi hại. Như Bối Tháp Lai Ách và Đông Tu, Khánh Hoàn đều hiểu ra đạo mạnh nhất và kết hợp hoàn mỹ. Bối Tháp Lai Ách là người tu hành tâm lực. Như vậy trong thực chiến, Bối Tháp Lai Ách còn mạnh hơn Đông Tu và Khánh Hoàn một chút. Nếu như Bối Tháp Lai Ách học được tâm kiếm thuật, sẽ biết cách kết hợp tâm lực vào cận chiến, khi đó chiến lực sẽ tăng vọt nhiều lần. Tuy tâm kiếm thuật rất khó, nhưng Kỷ Linh vốn là kiếm tu, tăng thêm tâm lực của hắn đã nhập môn, mà Bối Tháp Lai Ách lại không phải là kiếm tu. Kính thưa quý vị khán thính giả thân mến, tập 198 tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại ở tập 199.